Ronaldo rảnh rỗi tấu hài trên băng ghế dự bị. Gần đây, Cristiano Ronaldo bị nhắc nhở khi không đeo khẩu trang trong lúc ngồi xem đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu. Do bị nhiễm trùng ở ngón chân nên Ronaldo không thể thi đấu. Anh ngồi trên khán đài nhưng không đeo khẩu trang. Trong lúc những người xung quanh đều tuân thủ, một nữ nhân viên của sân sau đó phải lên tận nơi để trao đổi và thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha lập tức thi hành. Và trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Không quá lời khi nhận xét rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ngoài tài năng chơi bóng, tiền đạo người Bồ còn sở hữu vẻ ngoài của một ngôi sao showbiz và một khối tài sản kết xù. Thế nhưng CR7 lại là một con người cực kỳ hài hước và tinh nghịch cả trong và ngoài sân cỏ. Đã không biết lần máy quay bắt gặp Ronaldo với những khoảnh khắc khó đỡ khiến khán giả không thể nhịn cười. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh có một không hai đó của anh 7 nhé. Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cho bóng đá thế giới phải thay đổi rất nhiều, đơn cử như việc các cầu thủ dự bị phải ngồi cách nhau 2 mét trên khán đài và phải đeo khẩu trang trong suốt trận đấu. Thế nhưng tại một trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League, Ronaldo có vẻ như lại quên mất quy định này. Trong khi những người đồng đội xung quanh đều tuân thủ, một nữ nhân viên sau đó đã lên tận nơi để trao đổi và thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha đã nhanh chóng chấp hành việc đeo khẩu trang. Giống như mọi cầu thủ khác, Cristiano Ronaldo cũng vô cùng sốt ruột để biết kết quả của VAR. Chính vì thế mà tiền đạo của Juventus đã tinh nghịch để lén theo dõi màn hình VAR khi mà trọng tài đang kiểm tra. Thế nhưng khác với Suarez, CR7 không hề bước qua vạch vôi, vì thế các trọng tài không thể phạt anh thẻ vàng. Có thể thấy, không chỉ là một siêu sao trên sân cỏ, Ronaldo cũng cực kỳ thông minh và ma mảnh khi lách luật trong tình huống này. Với sức hút cực lớn của mình, việc được tiếp cận Ronaldo là ao ước của rất nhiều người hâm mộ trên thế giới. Thế nhưng điều này lại không đúng với anh chàng nhân viên an ninh này. Cụ thể, khi anh chàng này đang trấn áp một cổ động viên quá khích, thì bất ngờ CR7 chạy đến từ phía sau và nhảy bổ lên người anh ta. Ngay lập tức, người này tỏ ra không hài lòng và hướng ánh mắt khó chịu về phía siêu sao người Bồ. Các cầu thủ Juventus thì được fan cười khoái chí trước hành động nghịch ngợm này. Thường xuyên thi đấu tỏa sáng để giúp Real giành chiến thắng, thế nên không có gì khó hiểu khi Ronaldo trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều đội bóng thù địch. Tại trận đấu giữa Real và Atletico năm 2014, CR7 đã phải lĩnh trọn một chiếc bật lửa vào đầu trong khi đang rời sân kết thúc hiệp 1. Lý do có thể là Ronaldo đã chơi quá hay khi ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới đội bóng cùng thành phố. Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã có mặt và chăm sóc cho CR7. We'll be right back.
Thời kỳ còn thi đấu trong màu áo Manchester United, Cristiano Ronaldo thường xuyên có những pha đi bóng màu mè để phô diễn kỹ thuật cá nhân. Là người cực kỳ thuần thục tuyệt kỹ đảo chân, thế nhưng cũng đã có lần CR7 tự biến mình thành trò hề khi thực hiện nó. Pha đảo chân và lắc hông quá mạnh của tiền đạo người Bồ đã khiến cho anh mất thăng bằng trước khi lảo đảo rồi ngã ra sân. Sau đường tạt bóng quá mạnh của đồng đội, CR7 đã dùng cả hai tay để vượt bóng vào lưới Man City như một vận động viên bóng rổ thực thụ. Pha cosplay Maradona khá thô này của cựu tiền đạo Real không thể qua mắt được trọng tài chính. Thế nhưng sau đó, Ronaldo cũng chỉ bị nhắc nhở chứ không bị phạt thẻ vì lỗi dùng tay chơi bóng. Trong một trận đấu hiếm hoi phải ngồi trên băng ghế dự bị tại Juventus, Ronaldo lại tiếp tục trở thành tâm điểm của những màn chọc cười hài hước. Siêu sao sinh năm 1985 đã liên tục lấy tay miết lên chiếc giày của mình, còn miệng thì nói liên hồi. Có vẻ như CR7 đang phù phép để lấy hình trước khi có cơ hội vào sân thi đấu. Hành động của Ronaldo rõ ràng là minh chứng cho câu nói, rảnh rỗi sinh nông nổi phải không nào? Sự bùng phát của Covid-19 tại châu Âu đã khiến cho một thời gian dài những trận đấu tại đây diễn ra mà không có khán giả. Và có vẻ như anh Bảy của chúng ta đã quá nhớ không khí náo nhiệt trước mỗi trận đấu. Cụ thể, Ronaldo đã có hành động hài hước khi bắt tay những cổ động viên mà anh tưởng tượng ra khi rời khỏi xe buýt cùng các đồng đội tại sân Allianz ở Turin. Dù là một cầu thủ bóng đá, thế nhưng rõ ràng CR7 cho thấy anh rất có tố chất để trở thành một nghệ sĩ hài trong tương lai. CR7 tiếp tục khiến người ta phải nhắc đến mình với khoảnh khắc hài hước khi ngồi dự bị. Thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha đã khiến đồng đội phải giật mình với cú đâm mạnh vào đùi trong lúc đang theo dõi trận chung kết. Có thể thấy hành động vô thức của Ronaldo đã khiến người đồng đội của mình khá đau đớn. Có lẽ các bạn đều bất ngờ với những hình ảnh tinh nghịch của Ronaldo phải không nào? Và để theo dõi nhiều video thú vị về CR7 cũng như những cầu thủ khác, đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Hãy để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!